Trial One lại bức xúc vì nạn mua bán ác, có cả dịch vụ phá game theo yêu cầu. Việc mua bán tài khoản trong liên minh đã không còn là chuyện quá lạ lẫm với cộng đồng, nhất là với những người chơi lâu năm. Trên thực tế, việc này đôi lúc còn được phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp với không ít hội nhóm chuyên cung cấp ác cho người có nhu cầu. Đặc biệt, không chỉ tài khoản trắng mà đôi khi còn có rank cao hẳn hoi. Chính vì việc mua bán ác tràn lan mà đôi khi người chơi sẽ không có trình độ tương xứng với mức rank mà tài khoản họ đang có. Từ đấy dẫn tới các trận đấu mà đồng đội phải chứng kiến một hoặc nhiều người khác trong team mình fit nhiệt tình, hay có những pha xử lý chỉ đáng ở mức rank đồng dù đang là cao thủ, kim cương. Tuy nhiên, theo thời gian, Riot vẫn chưa có hướng xử lý. Mới đây, Tyler One, nam streamer cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng, đã lên tiếng về vấn đề mua bán tài khoản trong liên minh. Có những người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua tài khoản và phá game của tôi. Hay họ sẵn sàng bỏ ra từ 120 đến 210 đô, từ 3 đến 5 triệu mỗi lần để phá game. Đôi khi là vì các vụ cá cược, đôi khi chỉ là để cho vui. Thậm chí có người còn có sẵn 19 tài khoản dự phòng để phá game của tôi nữa. Ngoài những chia sẻ này, Tyler One cũng không tiết lộ gì thêm về việc ai sẵn sàng đầu tư như thế chỉ để phá game của anh. Nhưng thực tế, nạn mua bán ác tràn lan đúng thật là đang để lại một tác hại không nhỏ cho cộng đồng. Bởi lẽ trên rank cao, không chỉ có người chơi bình thường mà còn có cơ hội gặp những tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Với nạn phá game như thế, đôi khi chính những người này đã mang tới trải nghiệm tiêu cực cho tuyển thủ và buộc họ phải thể hiện bức xúc. Để rồi sau đấy, những hậu quả đi kèm là không thể lường trước. Ví dụ tiêu biểu nhất chính là trường hợp của Faker hồi đầu năm và vẫn kéo dài sự tranh cãi cho đến nay.